giá gia cầm hôm nay ngày 18 tháng 10, giá gà công nghiệp miền Nam tăng nhẹ, nuôi gà mùa lạnh cần chú ý điều này. Cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày 18 tháng 10 tại ba miền, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay giao dịch tại các tỉnh phía Nam có xu hướng tăng. Trong khi đó, giá gà lông trắng bán tại các trại miền Bắc giảm nhẹ, giá vịt thịt không có biến động nhiều. Giá gà công nghiệp hôm nay, gà miền Nam tăng giá. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay với phóng viên dân Việt. Một số chủ trang trại chăn nuôi gà trắng ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước cho biết, giá gà công nghiệp hôm nay đã tăng lên đạt trên 20.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng bán tại trại ở các vùng phía Nam cao nhất đạt 23.000 đồng mỗi kg. Theo nhiều chủ trang trại, khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, giá gà lông đã tăng dần, hiện ở mức 21.000 đến 23.000 đồng mỗi kg, trong khi kỷ lục giá đáy ghi nhận chỉ 5.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, So với giá thành 29.000 đến 30.000 đồng mỗi kg thì người chăn nuôi vẫn còn lỗ. Hiện nay gà qua lứa vẫn còn nhiều, người chăn nuôi tiếp tục xả chuồng. Đến khi nào lượng hàng này hết thì giá cả mới khôi phục. Do kênh tiêu thụ chính của gà công nghiệp là xuất ăn công nghiệp và các tiệm gà rán. Trong khi các điểm này vẫn đang mở cửa dè dặt nên tương lai ngành chăn nuôi này vẫn còn khó khăn. Tại các vùng miền Bắc, giá gà lông trắng bán tại trại ở các vùng Thái Nguyên, Bắc Giang có xu hướng giảm nhẹ. Giá gà trắng loại trên 3,5 kg mỗi con bán buôn tại trại gia công tại các tỉnh phía Bắc cao nhất đạt 23.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp bán tại các trại tư nhân ở các vùng Bắc Ninh, Bắc Giang từ 24.000 đồng đến 25.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay, trứng giá tiêu thụ chậm. Giá vịt thịt hôm nay bán buôn tại trại ở các vùng phía Nam giao động trên dưới 43.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu cánh trắng bán tại trại ở Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ cao nhất đạt 45.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ di mau mã đẹp ở các tỉnh phía Bắc được giá 42.000 đồng đến 43.000 đồng mỗi kg. Ông Phạm Trọng Nam, thương lái thu mua vịt ở Hà Nội cho biết, hiện nay nhu cầu mua vịt thịt tại các tỉnh thành vẫn khá yếu khiến cho việc tiêu thụ mặt hàng này của các lái cũng khó khăn và chậm hơn trước. Giá gà thả vườn hôm nay không có biến động. Giá gà ta thả vườn loại một giao dịch ở các vùng miền Bắc giao động trên dưới 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lò thả vườn ở các vùng Bắc Giang, Thái Nguyên, cao nhất đạt trên 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía lai, lai trọi bán ra tại chợ đầu mối ở Tân Yên, Bắc Giang phổ biến từ 58.000 đồng đến 63.000 đồng mỗi kg. Bí quyết chăm sóc gà lớn nhanh trong mùa lạnh Phản ánh với chúng tôi, nhiều chủ trang trại cho biết, hiện nay việc tiêu thụ gà thả vườn khá chậm, hàng ứ động trong chuồng rất nhiều. Nhiều người nuôi ở miền Bắc lo ngại khi bước vào các tháng mùa đông việc chăm sóc gà sẽ càng khó khăn, hao hụt sẽ lớn hơn. Theo các chuyên gia chăn nuôi, bước vào các tháng mùa lạnh, việc quan trọng hàng đầu người nuôi gà thả vườn cần chú ý là phòng bệnh cho vật nuôi. Cụ thể, bà con chăn nuôi gà cần hạn chế tối đa việc ra vào khu vực chăn nuôi. Các trại phải có hố sát trùng ở cổng ra vào khu vực chăn nuôi. Trường trại phải được vệ sinh, sát trùng và để chống ít nhất 2 tuần trước khi thả nuôi đợt mới. Trong quá trình nuôi, các chủ trang trại cần giữ cho chuồng luôn khô sạch, vệ sinh định kỳ, thường xuyên sát trùng trùng trại, khu vực và dụng cụ chăn nuôi, 2 đến 3 lần tuần. Biện pháp tích cực nhằm tiêu diệt và làm giảm mật độ mầm bệnh có sẵn trong môi trường, làm cho mầm bệnh không thể gây bệnh cho gà. Bên cạnh đó, người nuôi có thể sử dụng những hóa chất khử trùng như lozamin, vi, formol, định kỳ phun thuốc để diệt phe, mỏng, mũi, bọ mạt là những tác nhân truyền và gây bệnh. Kiểm tra và xử lý để cống rảnh không đọng phân, nước thải, mắng ăn uống sạch sẽ, không có thức ăn thừa, thiêu. Ông Phạm Văn Thanh, chủ trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn ở Hà Nội cho hay, để chăn nuôi gà thành công, khâu phòng bệnh cho con giống rất quan trọng. Theo ông Thanh, đối với gà giống mới mua về, bà con phải nuôi cách ly ở khu vực riêng 2 đến 3 tuần, nếu không có biểu hiện của bệnh mới cho nhập vào khu chăn nuôi, không nên nuôi gà chung với gia súc, không nuôi xen nhiều lứa gà trong cùng khu vực nuôi. Khi phát hiện sớm các trường hợp gà bị bệnh để cách ly điều trị, xử lý kịp thời tránh bệnh lây lan. Người làm việc trong trại không tiếp xúc với gia cầm ở các trại khác. Các chủ trang trại phải thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn sinh học liên quan đến việc vệ sinh trong trại. Phải rửa chân tay và khử trùng chân tay, giày dép sau khi tiếp xúc với gà ốm hoặc chết. Đặc biệt, các trại cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gà. Ngoài vaccine cúm da cầm tiêm theo sự hỗ trợ của nhà nước cần tiêm phòng định kỳ, đầy đủ các loại vaccine thông thường như mezek gà, gum bao do, u gà, dịch tả, tụ huyết trùng theo lịch của cơ quan thú y địa phương, giúp cho gà miễn dịch với các bệnh này. Với những ngày thời tiết quá lạnh, nên tiêm hoặc nhỏ vaccine cho gà vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, ông Thành tiết lộ. Theo Cục Chăn nuôi đến cuối tháng 8, cả nước có khoảng 26,6 triệu con lợn, khoảng 518 triệu con da cầm, 6,3 triệu con bò. Trong đó, đáng chú ý, tại 19 tỉnh thành phố phía Nam hiện có khoảng 9,3 triệu con gà công nghiệp đã đến tuổi xuất chuồng, trong đó hơn 4 triệu con đã quá tuổi khối lượng trên 3,8 kg, bình thường xuất chuồng 1,8 đến 2,5 kg nhưng vẫn chưa tiêu thụ được. Lượng tiêu thụ gà công nghiệp của doanh nghiệp chỉ đạt 5 đến 10% so với trước, thậm chí những doanh nghiệp lớn có mô hình khép kín như cổ phần Việt Nam, Giáp Pha, tồn động đến 90%, chưa kể số gia cầm trong nông hộ, chưa thể thống kê hết. Cục chăn nuôi dự báo nếu dịch bệnh được kiểm soát và kinh tế khôi phục vào cuối tháng 9, ngành chăn nuôi có thể hồi phục trong tháng tiếp theo và đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2022. Trường hợp dịch bệnh kéo dài hơn, nguồn cung sẽ giảm khoảng 20% tính đến Tết Nguyên đán. Khi đó, người chăn nuôi thua lỗ nặng, nhiều nhà máy sản xuất thức ăn vừa và nhỏ có thể bị phá sản, mất cân đối cung cầu và chuỗi cung ứng sẽ đứt gãy.